to thế. U to à? U xem nào, xem nào. U con số, con súng. À. To mới được u to. U nó là hàng đấy. Ôi, sắp to rồi. Quá. Bên này là được một em nữa. Anh em Quý Núi Dương xin chào tất cả các bác nhá. Xin chào tất cả các bác nhá. Đấy, hai anh em sẽ đi thăm bới các bác ạ. Được con à. Ôi là được con to. To à. Ui. Không phải con to nhưng mà khá to. To mà. Nó là dòng to đấy. Anh nhìn đuôi là anh biết rồi. Nó bới như lợn đấy nhỉ. Dính từ, từ 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 cầm lên. À, con dính thêm mà không chết nhỉ. Lạ đấy. Trời ơi. Đây này. Nó là chuột chuột. Ơ có phải chuột cống đấy nhỉ? Không phải đâu. Chuột kia thôi. Nó bị kẹp vào đuôi, đuôi nó to. Lạ nhỉ. Đấy được một con đấy. U nhỉ. To hết đấy. Nó vẫn là chuột bé sao ấy nhỉ? Đấy được một em. Ui, chuột bé mà to thế nhỉ. Hàng nhỏ nhưng mà khủng đấy. Xem trước đấy xem nào. À, không sợ à? Xem trước bên kia. U này sợ rồi. À sợ à? Đừng con to này. Ôi, nhỉ. Lại được một em to nhỉ. Ôi, này. To nhỉ? Ghê. Loại đuôi dài, hàng này là hàng đuôi dài rồi. Bố thật. Ôi, to này các bác. Ôi, đuôi nó dài thật. À, trước nay được một em các bác ơi. Này các bác xem này. Trắng trắng đó. Ui to. Đó các bác. To thế. Mèn đó đôi. To chứ. Ổn lắm các bác ơi. Đánh chỗ này này. Đường nó đẹp thế mà hôm nay mình sụp, hôm qua không sụp chứ. Này các bác. À, chuột hàng to. Trời ơi, chuột hàng vàng to thật. Ô dính trơn nhỉ. À chuột, chỗ này là chuột, chuột hang đuôi, đuôi đuôi dài. À à bre bre. Ui to nhỉ. Thế được ba em to. Ê này này này, xem nó với chỗ này kinh chưa. Gây cả cái cuốc này luôn, sợ thật. Dính chân nhỉ. Dính muôn bên trên mình đỡ chạy được. Đây nó dính đây. Đây này các bác. Chuột to lắm. Đây này. Đường của nó này. À. Sập không? Woo, con to. Ây da. Biết ngay chỗ này mà. Nhưng chỗ thế là có con to thôi, em đánh ở bên theo suối vào nó toàn con chuột bé bé kia đi. Mấy cái mé trên mé dưới này nó không có.
Ú đầm con xem to không đấy. To hay nhỏ? Ú được con chuộn mà to phết. Được nhỉ. Thế là hôm nay ở đây buổi thu rồi. Ui này. Nó nuôi với tần đời to. Lôi về tận đây luôn. Ông này quên buộc ở sào ấy. Em chả biết được, em buộc mà. Mai rồi. Mai nó còn là dính đầu chứ không là là đủ tìm à. Nó. Qua rất là mình buộc đầu rồi. À, mình buộc cái dây. Ô, con gì nó cắn này. Có câu lòi ra. Cái này cũng tỏng bới đây. À. To. Ủa nó là hàng đấy. Ôi sắp tuột rồi. Không được rồi. Đánh 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 đánh. Tí nó tuột nhỉ. Chuyện hàng còn đấy nhưng mà. Để em bới chỗ này này. Ui đừng đi của nó. Chỗ này. What? Bên này là được một em nữa. Cái này cũng là của em bới đây. Ui cũng là được một em to. Ui con kiến. Con kiến nó đốc. Ui được. Lại được một em nữa các bác ạ. Chỗ này được hai em. Ui này, ba em nhỉ, gần nhau nhỉ. Đó các bác, cho các bác xem này. Nằm trên bình này. Có sợ không? À trời đất ơi, lại dính một em chuột trắng em ơi. Con này to lắm. Thôi chết rồi. Đây chuột hang rồi. Đây là chuột hang kìa. Này. To. Này con rôm ấy nhỉ. Rôm trắng nhỉ. Dạ tình quái tôi. Ô, con này to hơn mấy con kia. À, bên kia được một cái em. Ô, con sống, con sống. Nhưng mà em bé thôi. Đây, 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 đây. À, chưa đâu được một em. Trời ơi. Đâu? To, to. Ô, trời ơi, to phết đấy nhỉ. Ba chỗ này hôm trước mình bới ngay đây đúng không? Chả biết được. Đây. Cái này đéo phải em cắm mới lạ. Đúng không? Cái này không phải chưa em cắm mới lạ. Cái đây lâu rồi, 2 tháng rồi. Em cắm cái này đánh như này này. Cái này không phải anh cắm đâu. Được mà em chọn hàng vàng cả bác ạ. Mà hôm trước mình đánh mà đéo dính. Đánh kiểu kia cũng có dính nữa em ơi. Ủa đánh mồi đéo ăn loại này nhỉ. Đẹp hay là mình đánh đéo dính. À, chỗ này được một em. Chỗ này được một em. Úi, đây, 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 đây. To không? Chết, chết hay sao vậy? Chết, người. Úi, đừng còn to thế. Úi, to à? Úi, xem nào, xem nào. Úi, con xuống. Úi, nhà được mấy con để làm cho canh ấy nhỉ? Úi, con này to thế. To nhỉ? Úi, mà nó không, nó kẹp vào đấy mà nó không chết, nó lạ thật. Con này khổ lắm. Rơi đâu nhỉ? Đấy. Anh buộc cái đống đấy đấy. Nào lấy cái lồng sắt lên. Con nào sống mang về nuôi nhỉ. Nuôi gì thế đâu, không không sống nó cũng bị ung thư rồi. To như này mang về sống nuôi vẫn được đấy. Nó con này mà mang về nuôi nó cũng bị ung thư đấy. Nhưng mà nó có kiểm mà không phải phổi nó. Ô nhé. Con này để đánh tiết canh à? Không, một con không 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 đủ được. Ai nó cũng to nhưng trước môi vàng này. Đó, các bác to lắm các bác ạ. Dùng cơ để thể ạ. Im đuổi con được hai quả này cái... Hai quả đấy mẹ gái thích lắm đấy nhỉ. Cái này mà là của mình thì sướng đấy. Đây đây. Đây được một con mà em chọn hàng. Nó cũng không to lắm. Không to bằng con này các bác ạ. Ôi tiện nhiều thế mà. Ôi chỗ kìa. Được con to em ơi. Đâu. Ôi. Ôi đi xem. Ôi đi xem. Ôi con này to. Con này to. Ôi trời ơi các bác ơi. Ôi trời ơi con chuột này. Mày thấy con cú không ăn con to. Đi ăn con nhỏ. Cú mèo nó ăn. Có khi con này thôi chết rất dám bắt, rất dám ăn thôi. Cú mèo nó ăn mất một con bên kia các bác ơi.
À, đi... cái này là riêng của em nữa. Đâu? Trời ơi, lại là em cũng nhung. Em cũng nhung mà. Đâu? Đây 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 đây. Đây các bác ơi. Ôi trời ơi, thế mà mình mà đấy đến bây giờ được cái canh đủ cái canh ở đây nhỉ. Quá đủ rồi. Cái này thật sự. Ai da, ai da, ai da. Ôi, được đấy. Ôi, các bác ơi. Ui nhỉ. Quá đẳng cấp. Đánh chỗ nào đây? Kìa. Đây đánh chỗ này này. Nó mới ghê nhỉ. Từ cái kia ra đến đây luôn. Như lợn luôn. Thế mà mình nhỉ. Yeah. Thế ba con được còn được đủ tích canh rồi nhỉ. Đó các bác ơi, còn chưa đến 30 cái bới đâu, tầm 20 cái thôi nhỉ. Ờ được bằng đấy rồi đấy. Được mấy cân rồi em? Khoảng cân dưới gần 2 cân. Làm gì bằng đấy con và cân dưới 2 cân. Không biết được. Từ hơn 2 cân. Anh nhìn đống đấy nè. Tay mình cũng có cân. Đúng đấy, phải được 2 cân rồi. Hơn 2 cân rồi.